Ok Google, bật TV. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm Google Assistant trên TV Android của Sony. Các bạn cũng đã biết thì mới đây Google họ đã ra mắt phiên bản tiếng Việt của trợ lý ảo Google Assistant. Và đây là một thông tin có thể nói là chấn động làng công nghệ Việt Nam. Bởi vì từ trước đến nay thì chưa có bất kỳ một trợ lý ảo nào hỗ trợ tiếng Việt ngoại trừ Google Assistant hết. Và một điều tuyệt vời hơn nữa là Google Assistant tiếng Việt đã có mặt trên những dòng Android TV. Và ở đây thì mình đang có cái TV Sony Bravia X9500G. Thì đây là cái dòng TV mới của Sony và Sony họ công bố rằng là tất cả những dòng Android TV 2019 của họ đều sẽ hỗ trợ Google Assistant tiếng Việt hết. Ngoài ra, nếu như là bạn đang sử dụng những cái TV mà cũ của Sony thì cũng đừng lo lắng, bởi vì hãng cũng công bố rằng là những cái dòng TV mà từ 2016 đến giờ, những dòng Android TV đều sẽ được nâng cấp lên phiên bản 8.0 và bạn cũng sẽ có Google Assistant tiếng Việt để mà trải nghiệm. Thì trợ lý ảo Google Assistant nó sẽ giúp chúng ta biến chiếc TV của mình trở thành trung tâm điều khiển những thiết bị thông minh trong nhà. Và những phiên bản tiếng Việt sẽ giúp cho người Việt chúng ta trải nghiệm nó gọi là dễ dàng hơn, thay vì là bạn phải nói tiếng Anh. Và ai biết được, nhiều khi cái giọng bạn tiếng Anh, bạn biết tiếng Anh nhưng mà cái giọng bạn không chuẩn thì sao? Bây giờ chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt rồi. Và để mà các bạn có thể gọi là dễ hình dung cái tính năng này thì mình đã có setup cái hệ thống là ở đây mình có hai cái đèn. Thì cái đèn này mình gọi là đèn 1 và đèn 2. Và ở trên này thì mình gọi là đèn TV. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng Google Assistant để mà trải nghiệm nó cho các bạn xem. Thì để mà kích hoạt Google Assistant thì chúng ta có một câu lệnh rất là đơn giản là Hey Google, bật đèn TV. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đang bật TV live lên. Thì khi mà bạn ra lệnh cho Google Assistant thì bên cạnh cái việc mà lệnh của bạn được nhận thì Google Assistant cũng sẽ thông báo cho bạn lại bằng tiếng Việt để bạn biết là lúc đó bạn đang là ra lệnh cho Google Assistant hay là bạn đang tìm kiếm một cái từ khóa trên YouTube hay là trên cái Google. Bây giờ mình sẽ bật hai cái đèn hai bên này. Hey Google, bật đèn 1. Chắc chắn rồi, đang bật live 1. Hey Google, bật đèn 2. Được rồi, đang bật live 2. Các bạn thấy là chỉ xong qua những cái câu nói đơn giản thì mình đã bật được ba chiếc đèn này rồi. Và không chỉ đơn thuần là bật đèn mà chúng ta còn thể kích hoạt một số tính năng của những cái đèn này. Thì cái đèn này thì bọn mình thay đổi màu được. Và bây giờ mình sẽ thử đổi màu cho bạn xem. Hey Google, đổi đèn 1 sang màu xanh. Đấy, được thôi, các bạn đang đổi light một thành green. Các bạn có thấy được là cái đèn của mình đã đổi màu. Và đó là những câu lệnh rất đơn giản. Tuy nhiên các bạn cũng cần lưu ý rằng là Google Assistant tiếng Việt thì cũng chỉ mới ra mắt và Google họ đang ngày càng hoàn thiện. Chúng ta sử dụng càng nhiều thì dĩ nhiên là cái hoàn thiện nó sẽ càng cao. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì vẫn có một số những cái câu lệnh mà bạn phải đọc đó là chúng là chính xác thì nó mới kích hoạt được. Chẳng hạn như là cái từ mở đèn với lại từ bật đèn thì Google Assistant nó chỉ nhận được cái từ bật đèn mà thôi, còn cái từ mở đèn này là không được. Thì dĩ nhiên là Google Assistant không chỉ đơn thuần là giúp bạn điều khiển những cái đèn này mà nó sẽ giúp bạn điều khiển những cái thiết bị khác trong cái hệ sinh thái nhà thông minh, chẳng hạn như là loa thông minh hay là cái những robot hút bụi, tắt mở máy lạnh hay là những cái thiết bị khác trong gia đình. Và một cái điều rất là hay nữa là đối với những cái dòng TV mà được thiết kế để mà hỗ trợ tối ưu cái Google Assistant, chẳng hạn như là dòng X9500 này, thì cái micro nó không chỉ được tích hợp trên cái remote mà nó còn tích hợp thẳng trên cái TV luôn, cho nên bạn chỉ cần ra lệnh trực tiếp cho TV là có thể được rồi. Thì đây là cái giao diện của cái Android TV 8 trên TV Sony Bravia X9500G. Thì các bạn cũng thấy được rằng là cái giao diện này nó được thiết kế giúp cho chúng ta dễ dàng tìm được những ứng dụng. Chẳng hạn như là phần ứng dụng ở trên này thì các bạn thấy có những ứng dụng rất là phổ biến, chẳng hạn như Netflix hay là YouTube hay là Google Play. Thì những ứng dụng này cho phép là bạn hay truy cập được kho nội dung rất là phong phú của Android TV. Đồng thời thì cái hệ điều hành Android TV bản chất là nó sẽ cho phép rất là nhiều nhà phát triển họ phát triển ứng dụng. Và nếu mà xét về độ phong phú của kho ứng dụng thì có lẽ là không có cái hệ điều hành Smart TV nào qua mặt được Android TV vào thời điểm hiện tại. Thì trước nay TV của Sony luôn nổi tiếng về các khả năng mà tìm kiếm những cái nội dung bằng tiếng Việt. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng cái tính năng đó. Tuy nhiên bạn cũng cần một số những cái lưu ý để mà tính năng đó hoạt động nó nói chung là ổn định hơn. Thì chẳng hạn như bây giờ mình muốn kiếm một cái từ khóa trên một cái ứng dụng nhất định, chẳng hạn như bây giờ mình muốn kiếm từ kênh YouTube kinh tế thì mình có thể ra lệnh như thế này: Hey Google, kinh tế trên YouTube. Thì các bạn thấy ở đây là khi mà mình sử dụng cái từ khóa và cái trên một cái ứng dụng nào đó thì chúng ta phải tìm kiếm được chính xác là cái từ khóa của bạn trên cái ứng dụng của bạn. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn kiếm trên Netflix đi
Hey Google, Marvel trên Netflix. Đấy, thì các bạn cũng thấy ở đây là chúng ta sẽ ra những cái kết quả của cái từ khóa các bạn muốn trên Netflix hay là trên YouTube, thì các bạn có thể gọi là chọn cái ứng dụng mà mình muốn tìm kiếm. Thì cái việc sử dụng cái từ khóa chính xác thì nó sẽ giúp bạn giới hạn những cái nội dung mà bạn muốn trên cái ứng dụng mà bạn muốn xem. Và điều này thì giúp mọi thứ nó sẽ nhanh gọn hơn. Một điểm mình nhắc cao okay, ở TV Sony đó chính là Google Assistant có thể hoạt động ở chế độ chờ. Bởi vậy cho nên bạn không nhất thiết phải bật TV mà vẫn có thể tương tác được với Google Assistant cũng như là điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà. Thì về tổng thể thì mình đánh giá cao cái trải nghiệm mà Google Assistant tiếng Việt mang lại cho người dùng, đặc biệt là trên hệ điều hành Android TV vốn đã rất được ưa chuộng tại Việt Nam, cũng như là những thế hệ Android TV mới, chẳng hạn như của Sony, thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà không chỉ đơn thuần là muốn kiếm một chiếc TV để mà giải trí mà còn muốn biến nó trở thành một cái trung tâm điều khiển những cái thiết bị thông minh trong gia đình. Rồi, xin cảm ơn các bạn.